tay nhất động cơ của chiếc bị rầy mà nằm ở trên này xong rồi đó các bạn. Nên dự định nổ máy mà để nó không nhúng nhích gì hết trơn các bạn. Hết bình giờ cái chú đó đang thay bình đó. Rồi chiếc này thì các anh em thợ đang thay nhớt tiếp tục sửa chữa động cơ cho máy nổ hoàn thành hết rồi. Cái chiếc thứ ba này nè, máy kéo lên nha các bạn. Đây là tài xế chiếc thứ ba nè, giờ anh đi lên. Xem nếu mà thấy hay nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho Thái miền Tây nha các bạn. Để cho dầu châm dầu vô để cho mà
của chiếc này. Đó, rồi chiếc này thay nhớ động cơ rồi mà đạp chạy mà tới dầu rồi mấy anh em mới gắn bét vô để mà cho động cơ nổ nha. Đó, bắn nước với dầu ra đó các bạn, tháo bét ra giờ bình tay để cho nó bắn ra hết đó các bạn. Đứng đâu cái gì là ông chồng cái gì la đâu không nổi nghe cái gì đâu. Tôi kêu mà tại máy chạy lớn quá hả?